quý vị khán giả đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp, chương trình do Đài Truyền Hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và thưa quý vị, chúng ta được gặp nhau trong một chương trình dành riêng cho chị em phụ nữ. Tại nơi đây, chúng ta sẽ được gặp gỡ những khách mời rất dễ thương và tâm lý. Ngày hôm nay, hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón MC Thanh Thảo. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Em chào cô. À, cô chào em. Cô giáo đó mọi người. Dạ không phải là MC bình thường đó đâu nha, người ta là cô giáo đó. Thưa cô, trong lớp học của cô thì thường là mình sẽ dạy về kỹ năng để các em sẽ tự tin hơn trước đám đông nè. Nhưng mà cô có nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ nói về những cái chủ đề lớn hơn, chẳng hạn như là về hôn nhân, gia đình không cô? Hiện tại bây giờ đang có luôn rồi, chứ không phải là một ngày nào đó luôn. Đó là đừng đánh mất mình sau hôn nhân, rồi câu chuyện mới kết hôn sẽ như thế nào. Thật ra đó là những cái buổi workshop mà Thảo tạo ra cho các bạn trẻ mới lập gia đình để bước qua cái giai đoạn khó khăn ngay đầu tiên, cũng giống như mình hồi xưa mà. Nói chung là sau rất là nhiều năm được tu luyện thì bây giờ thì chúng ta đã có thể tự tin đối diện với mọi thứ trong hôn nhân đúng không? Đúng rồi đó. Ngày hôm nay chúng mình nói về chủ đề này nè. Thảo nhìn nha, đàn ông hư do vợ. Ồ, bây giờ mình hỏi mọi người ở đây một cái đi. Các bạn có đồng ý với câu nói này hay không? Đàn ông hư do vợ. Ồ. Tỷ lệ cũng đông quá ha. Cái này là cũng 80% luôn á. Nếu mà chúng ta chỉ nghe một chiều thì sẽ không công bằng lắm. Chúng ta sẽ phải nghe ý kiến của những người đàn ông. Những người đàn ông của chúng ta đâu nè? Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Nam Cường và tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Khoan xí xí, đổi đi, giày mới vô nè. Ủa sao hợp nữa? Không hiểu luôn á. Sự tình cờ rất là dễ thương đúng không Thanh Thảo? Còn hai đứa mình, trời, đứng kế bên cũng chưa có hợp. Chưa hợp lắm. Thôi mình hợp nhau về tâm lý được rồi. Ốc thì Ốc thấy rằng là đàn ông hư là vì họ chưa muốn ngoan. Một khi mà họ đã muốn ngoan là họ ngoan lắm. Họ ngoan tới mức mà ngỡ như một con mèo nhỏ nhờ. Đúng rồi. Chị đang nói câu chuyện của gia đình chị hả? Chị nói chung vậy thôi. Thôi bây giờ thế này quý vị, tại vì chúng ta mới mở đầu chương trình ngày hôm nay thôi, mình sẽ cùng xem những tình huống, rồi sau đó thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau đưa ra những phân tích, như vậy thì nó sẽ đa chiều hơn. Và xin mời tất cả quý vị khán giả cùng các khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên. Quên. Dạ, mẹ mới qua chơi hả mẹ? Ủa, đi làm về không nghỉ ngơi rồi ủi đồ nữa con? À, dạ, con tranh thủ ủi đồ đi làm cho chồng con nè. Ủi đi, mẹ đâu phải khách khứa gì đâu mà ngồi tiếp, vừa làm vừa nói chuyện. Vậy mẹ ngồi chơi với con chút xíu nha. Con ủi đồ đi làm mà còn phải ủi đồ ở nhà cho ảnh nữa, ảnh không có mặc đồ nhăn được. Ủa, rằng Dũng đâu, nó không phụ con. Ảnh chắc anh chạy qua nhà hàng xóm chơi quá. Con nghe chú Bảy hàng xóm mới mua xe mới, anh qua anh coi rồi. Cái gì kỳ vậy, người ta mua xe mới mình qua mình coi. Ảnh thích vậy đó, đi qua nghía nghía xe của người ta chơi vậy. Ở không ở nhà phụ vợ đi, tự nhiên cái đi chơi kỳ cục vậy. Ôi, ảnh phụ được cái gì đâu mẹ, ảnh làm rồi vướng tay vướng chân rồi bể đồ thêm nữa. Trời ơi, mày nói giỡn mày. Dạ. Thằng Dũng nó khéo tay lắm mà. Nhà cửa ngày xưa mà chưa có vợ nó ở với mẹ là nó lo từ A đến Z nhà sạch bóng luôn á. Ủa thiệt hả mẹ? Ủa không biết hả? Ủa sao anh về đây không có làm gì luôn á? Có mình con làm không à? Móng tay móng chân ảnh con còn cắt cho ảnh nữa. Cái đó là do bay. Bây chiều chồng quá, cái đó không được rồi. Trời ơi, tại vì con thấy á, là ảnh đi làm về cái anh than ảnh mệt, mà chồng mình mà tự nhiên mệt rồi bắt ảnh làm nó đâu có được, nên con làm hết. Công việc rồi phải chia ra, con cũng đi làm, nó cũng đi làm. Về phụ hợ, không có ủi đồ được thì rửa chén, không rửa chén được cũng phải lau nhà. Chứ cái gì nó cũng đưa cho con làm hết, vậy sao được. Rồi á, nó làm vậy nó thành thói quen ha. Cái thứ hai nữa, bây giờ là vợ chồng chưa có con, rồi mai mốt có con nè, rồi vừa ẵm con, rồi ai làm công chuyện cho. Thì lúc đó chắc con nhờ mẹ quá. Ê, cái đó không có, con mẹ già rồi con. Mẹ sụm giò sụm cẳng hết rồi, không có ở không đâu mà làm mấy cái chuyện đó. Mẹ thì giúp cái phần nào cho phép thôi, chứ không phải mẹ làm hết. Con làm vậy là không có được. Cái gì là phải chia công việc ra rõ ràng. Chia gì mẹ ơi, chồng con ở ngoài là biết bao nhiêu công việc nhức đầu lắm, tự nhiên về bắt ảnh làm việc nội trợ nó, con thấy không có được. Không. Chồng mình phải thương chứ. Không, cái chuyện thương chồng thì mẹ không có nói, nhưng mà cái chuyện này là mẹ phải nói với con. Chứ để uổng cái công hồi nhỏ tới lớn mẹ răng đe, mẹ kêu nó làm những công chuyện này, tức là nó rất là khéo tay chứ không phải là nó không biết làm. Con làm như vậy là mai mốt nó hư. Không có hư đâu, sao chồng con hư được. Mày mốt chồng con có hư rồi đừng có đổ thừa tại mẹ. Nhắc nhở vậy thôi được rồi. Thôi mẹ về. Dạ vậy thôi mẹ về. Chưa chiều rảnh thì mai chạy qua nha. Dạ. Ủa đồ. Con chào mẹ. Đừng để chồng con hư nha. Hư mang tiếng thôi.
Đó là tình huống đầu tiên và hãy cùng lắng nghe khán giả chia sẻ về tình huống này ạ. Xin mời mọi người ạ, mời bạn. Dạ xin chào mọi người, mình tên là Trung. Về quan điểm của mình á, thì đàn ông nào cũng thích được vợ chiều chuộng hết. Nếu mà cái việc đó mình làm được nhưng mà vợ mình muốn giành làm thì cũng khó có đàn ông nào mà từ chối. Tuy nhiên, người vợ nên lựa chọn chiều chồng ở mức độ nào thôi. Thêm hai ý kiến nữa đi ạ. Dạ, em mời chị. Xin chào mọi người. Tôi là Minh Lý. Theo tôi thì tôi cũng không đồng tình với cái cách làm của người vợ này trong cái tiểu phẩm này cho lắm. Tại vì phụ nữ mà chiều chồng quá như vậy cũng không nên. Người chồng sẽ nghĩ là vợ mình rất là dễ dãi. Nếu mà mắc sai lầm thì cũng dễ dàng được vợ tha thứ. Người chồng lại càng dễ mắc sai lầm hơn. Chúng ta sẽ lắng nghe thêm ý kiến của một bạn trẻ. Mời bạn. Xin chào mọi người, tôi tên là Tuyết Nhi, năm nay tôi 25 tuổi. Trong tình huống này, tôi thấy là người vợ nên nghe lời của mẹ chồng. Có thể là hai người này mới cưới cho nên là có thời gian chăm sóc cho nhau. Tuy nhiên sau này nếu hai vợ chồng này có con thì sao? Cô vợ còn đủ thời gian để chăm sóc chồng của mình nữa hay không? Hay là sẽ bị chồng của mình trách móc rằng là lơ là này nọ? Cảm ơn ý kiến của khán giả. Có nghĩa là mới cưới cho nên là còn thời gian, còn gọi là vợ chồng son, rồi một con, hai con hay là bốn con á, rồi cái làm sao mà mình chiều nhau kiểu đó được. Lúc đó mình chăm chồng như con. Ủa nhà có vậy luôn á hả? Mình chăm chồng như con vậy đó. Cường ơi, ở nhà em có được cắt tay móng chân không Cường, hay là mình tự? Em thì ở nhà thì những cái chuyện lặt vặt là này kia, như là cắt móng tay móng chân rồi ủi đồ ủi đạc này kia thì em tự làm được. Em tự làm cho em á hả? Em tự làm cho em. Em đỡ bớt cái việc của vợ em đi. Dạ. Trong ánh mắt của Cường nói rằng cái chuyện mà cắt móng tay móng chân tự làm giống như là tôi giỏi lắm á. Thì bởi vậy móng tay móng chân cho tôi đó. Không phải em thấy móng tay móng chân ở trên tay chân mình mà tự cắt được cái có gì đâu mà phải. Thì cái chuyện đó bình thường mà tại sao phải khoe? Khoe như là tôi rất giỏi. Bản thân mình nghĩ là đàn ông trong nhà có cái gì mà làm được thì mình phụ mình làm luôn. Thôi bây giờ vậy nè, tụi chị sẽ không đàn ép em nữa. Em hãy nói cho tất cả mọi người biết là với vai trò là một người đàn ông trong nhà em có thể làm được những việc gì. Em làm được nhiều lắm, gần như là cái gì em cũng làm được. Quan trọng là mình có thời gian để làm hay không thôi. Ví dụ như có những khoảng thời gian mà em rảnh á, không ai gọi em đi quay đi rồi gì hết. thì em làm nhiều thứ lắm, ví dụ như là đi chợ em đi được nè, rồi vào bếp nấu cơm em làm được. Rửa chén, lau nhà, quét nhà, sửa điện nước trong nhà em làm được hết. Rồi chăm con, cho con tắm ngay từ lúc mà lọt lòng là em cũng làm được luôn. Nói chung cái gì em cũng làm được hết. Nhưng quan trọng là ở trong nhà thì mình san sẻ qua lại. Trở lại với chủ đề mà chúng ta nói với nhau ngày hôm nay, tức là những người phụ nữ quá chiều chồng. Chiều thì chúng ta nghĩ rằng đó là một cái điều rất là chính đáng, tại vì họ cũng rất là xứng đáng với điều đó. Nhưng mà nếu mà chiều quá và làm hết mọi thứ cho anh ấy thì anh ấy sẽ gọi là hư. Ở đây mình không phải là nói là hư hỏng. Hư ở đây tức là cái sự ỷ lại. Bây giờ thì mình muốn nghe ý kiến của anh Bùi Hồng Quân. Anh nghĩ như thế nào về cái quan niệm của người mẹ chồng á, là nếu như mà con cứ chiều chuộng như vậy thì chồng con chắc chắn là sẽ hư. Trong cái tình huống hồi nãy chúng ta mới coi đó, thì quả thật là chúng ta cũng sẽ cần phải suy nghĩ về cái cách ứng xử của người vợ trong cái việc là chiều chồng. Tại vì rõ ràng là tất tần tật mọi công việc là cô ấy dành hết về phần mình. Và cô ấy mặc định rằng là chồng không biết làm. Có một câu rất là hay, đó là khi mà anh làm thì con cảm thấy vướng víu, nên thôi tốt nhất con tự làm cho rồi. Đàn ông thì đôi khi sẽ có những người họ không có thật sự khéo léo được. Ai cũng chỉn chu và khéo léo như Nam Cường thì chắc cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà rõ ràng là sẽ có những đàn ông họ khá là vụng về. Nên thành ra rằng là cái việc mà họ làm thì chắc chắn sẽ không thể nào mà làm cho người vợ ưng ý được. Nhưng mà thay vì cái cách là mình sẽ hiểu rằng là đàn ông đã cố gắng rồi, thì mình cứ tiếp tục để cho họ làm, rồi từ từ mình sẽ hướng dẫn họ để cho cách họ làm tốt hơn đó, thì họ sẽ tiếp tục làm việc nhà. Nhưng còn rõ ràng là nếu như mà thấy có vẻ như nó vướng mắt một chút xíu, bắt đầu dành hết phần việc về mình, thì tâm lý của con người bình thường mà đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi. Tức là khi mà mình có thể làm mà người khác làm giùm mình thì ai cũng muốn sung sướng mà, ai cũng muốn tận hưởng mà. Người khác làm rồi thì cứ để cho người đó làm đi. Và họ lại làm với một cái sự hạnh phúc và thấy cảm thấy rằng điều đó là điều hiển nhiên nữa. Thế thì cái chuyện là lúc đầu có thể đàn ông sẽ muốn chia sẻ một phần nào đó công việc. Nhưng rõ ràng là với cái cách ứng xử của cô vợ như vậy thì dần dần người đàn ông sẽ hiểu rằng là ồ, công việc nhà mình có đụng vô thì cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái. Mà cô ấy muốn làm và cô ấy thích làm thì cứ để cho cô làm đi. Và lâu dần thì nó sẽ trở thành một thói quen. Và chắc chắn rằng đến một lúc giống như người mẹ chồng cảnh báo đó, đó là khi mà có con
con rồi thì chắc chắn là thời gian của người phụ nữ sẽ không còn rảnh như lúc trước nữa. Và lúc này con chiều chồng được không? Chắc chắn là không rồi. Và khi đó thì đã thành một thói quen, thì người đàn ông mặc định rằng là tất cả mọi việc đó đều là do vợ mình làm. Bây giờ vợ mình không làm nữa thì rất có thể là sẽ có những cảm xúc tiêu cực và cảm thấy rằng là vợ mình không còn giống như ngày xưa nữa, và cảm thấy rằng là mình không còn hài lòng về hình ảnh của vợ mình nữa. Thế thì nó sẽ phát sinh rất nhiều các vấn đề sau đó. Nên chiều chồng vì yêu là đúng, nhưng mà chiều như thế nào cho nó đủ. Bởi vì quả thật trong trường hợp này không phải là phán xét, nhưng rõ ràng cách của cô vợ đang làm cho người chồng hư dần đi. Và giống như Thanh Vân nói đó, cái hư ở đây có nghĩa là ỷ lại. Rõ ràng rồi, nếu như cô ấy ứng xử khác đi, cô ấy tạo điều kiện để cho chồng có thể cùng tham gia công việc với mình, thì chắc chắn là chồng sẽ không có cái tâm lý ỷ lại như vậy đâu. Em thì em có những cái cách chiều ngộ đời lắm. Em chiều là thay vì là em phải làm cho người khác đúng không, em chiều bằng cách là em nhờ. Ví dụ như không có ảnh ở nhà, một mình em là em vẫn có thể đóng được cái đinh đó, vẫn có thể khoan được cái tường, vẫn có thể treo được cái màn. Nhưng mà khi bất giác mà có đấng mày rau của em ở nhà là em sẽ phải nhờ. Chồng ơi cái này cao quá, giờ treo không có được. Chồng ơi dịnh cái ghế cho vợ. Nói chung là tất cả mọi cái chụp hình lại. Không, mọi cái hoạt động đó là đều em đều phải lôi ảnh vào. Giống như rằng là tạo một cái cảm giác rằng là, tại vì người ta dù sao cũng là phái mạnh mà, thì người ta sẽ hình dung là không có tôi là bà không làm ăn gì được đó. Anh cứ nghĩ vậy đi cũng ổn, mà miễn sao không có anh em làm được là được rồi. Thảo nghĩ là phụ nữ là một cái người mà giống như là nắm cái sợi chỉ đỏ trong cái gia đình, thì họ sẽ có thể điều khiển được cái tâm lý của cái người đàn ông bên cạnh mình bằng cách là tạo cho họ nhiều cái thói quen tốt. Thì cái thói quen được chiều đó là thói quen chưa tốt lắm. Họ sẽ ỷ lại, đến một khoảng thời gian nào đó họ cảm thấy mình bị bỏ bê, mình không có được chăm sóc nữa, và thế là mình theo tiếng gọi của bất kỳ chỗ nào chứ không riêng gì con tim. Cực kỳ hay luôn Thanh Thảo. Cái cách của Thanh Thảo làm có nghĩa là làm cho người đàn ông cảm thấy rằng là mình có giá trị trong chính gia đình của mình. Còn giống như cô vợ hồi nãy thì người đàn ông trở về nhà, mình đâu có giá trị gì đâu, mình đâu có vai trò gì đâu, nên bởi vậy mới đi qua hàng xóm coi xe, rồi đi làm thì đi đâu đó đâu cần về. Tại vì ở nhà cô đâu có cần cái gì đâu, mình có cũng như không có. Thế thì thôi đi ra ngoài đi cho nó khỏe. Hôm nay cái cách của Thanh Thảo là tâm lý lắm luôn á. Cái anh đó là anh nói là về nhà xong nói ôi em đàn ông quá rồi, chuyện gì em làm cũng được, không đi đây. Nhưng mà ở đây mình mới nói đến cái chuyện là sắp xếp công việc trong gia đình thôi. Thực ra nhiều người phụ nữ người ta còn chiều chồng trong mọi thứ nữa kìa, kể cả những cái thói quen không tốt của chồng, ví dụ như là hay hút thuốc nè, uống bia rượu nè, hay về nhà trễ nè, hoặc là nuông chiều tới mức mà nhiều khi có những cái quyết định của chồng mình đưa ra mình cảm thấy không hài lòng, nhưng mà thôi kệ, mình cũng chiều luôn. Và họ nghĩ rằng như vậy là họ tốt nhá. Tại vì có nhiều người phụ nữ họ cho việc là họ chiều chồng là một thành tích. Đúng rồi. Mà họ đang làm rất tốt. Có nhiều người phụ nữ đến bây giờ vẫn còn cái suy nghĩ đó. Tức là họ nghĩ là tình yêu họ dành cho chồng đó, nó nằm ở cái vấn đề là phải phục vụ. Nó không nằm ở vấn đề là chiều nữa, mà phục vụ luôn tất cả mọi nhu cầu của người chồng, từ bên ngoài xã hội cho tới ở trong cuộc sống. Họ cam chịu ở nhà, họ chăm lo cho con, họ chăm lo cho chồng, rồi chu toàn hai bên nội ngoại, tất cả mọi thứ họ ôm đùm vào trong người hết, họ nhịn hết tất cả mọi thứ. Thậm chí những khi họ muốn gục ngã nhưng họ vẫn không nói nên lời, bởi vì gần như đó trở thành một cái thói quen rồi. Thực sự cũng là rất là tội cho những người phụ nữ như thế. Và gần như các những người chồng như thế, không biết là có gọi là hư hay không, nhưng mà em thấy là những người ông chồng mà có những người vợ như thế, họ sẽ không bao giờ hiểu được vợ mình. Chuyện này vẫn có xảy ra đúng không anh Bùi Hồng Quân? Xíu nữa chúng ta sẽ cùng nói rõ hơn về vấn đề mà Nam Cường vừa đặt ra. Nhưng bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi tình huống thứ hai ngay sau đây. Bà xã, đi làm về mệt quá, ước diện giờ có người massage cho nó khỏe gì đâu hen. Anh mệt lắm đi, hả? Massage. Đợi đây, đây em massage cho. Mệt lắm hả ông xã? Mệt lắm. Khỏe chưa anh? Khỏe ơi. Đi làm cả ngày mệt lắm rồi đúng không? Đã lắm. Đã lắm. Cái gì vậy? Sao tự nhiên tát anh vậy? Em rất giận luôn á nha. Em giận gì? Tại sao anh đi làm gì trễ? Trời đất ơi, anh đã nói với em rồi, anh đi làm việc xong anh ra gặp bạn bè của anh. Chuyện này đã thông báo qua rồi mà. Có thiệt là anh đi gặp bạn bè của anh không? Anh đi gặp bạn bè chứ gặp ai? Gặp bạn bè hay gặp người yêu cũ? Người yêu cũ nào, ở đâu ra? Ai nói với em anh gặp người yêu cũ? Con Hồng nó nói. Sao?
con Hồng là cái con nhiều chuyện nhất trong cái xóm này, em tin nó làm cái gì? Với lại á, anh nghĩ là nó nhìn lầm người thôi. Làm sao mà nhìn lầm người được? Con Hồng nó ở nhà mình còn nhiều hơn nhà nó nữa, nó nhìn anh làm sao nó nhìn nhầm được? Ở đâu ra anh đã nói với em rồi, bạn bè thôi, người yêu cũ ghen tầm bậy bạ. Bây giờ em hỏi anh lần cuối anh gặp ai? Bạn bè. Thiệt luôn á. Đây là ai? Người yêu cũ. Đó thì chưa. Cái chưa gì trời. Người yêu cũ với anh là quá khứ rồi, nó chỉ là hồi xưa thôi, em hiểu không? Còn bây giờ anh với cổ bạn bè bình thường, không có gì hết, em yên tâm nha. Thiệt là bình thường không? Nếu như không bình thường, anh đâu có hẹn ngay cái chỗ mà Thanh Tiên Bạch Nhật rồi xong để cho con Hồng nó bắt gặp, đúng không? Vậy hai người nói gì với nhau? Thì bạn bè gặp nhau hỏi thăm xã giao, chào hỏi nhau thôi, bình thường thôi. Suy diễn lung tung gì trời. Chỉ nói vậy thôi hả? Nay mày đặt ghen ghen nữa, tao đi vô nấu cơm đi. Đi, vô nấu cơm. Ê, vô nấu cơm đi. Không có nói gì nữa hết hả? Không có nói gì nữa mà. Còn muốn nói gì tối tôi nói cho nghe. Đi đi. Trời quá à. Đói bụng rồi hả? Đói rồi. Vậy em vô nấu cơm cho chồng ăn nha. Ừ. Không muốn không có gặp người cũ nữa nha. Quá đáng thiệt á. Tình huống thứ hai vừa kết thúc với sự nhún nhường của người vợ. Như một điều hết sức hiển nhiên, cô vợ sẽ luôn luôn phải chịu lép vế trước chồng. Các bạn nghĩ như thế nào về tình huống này ạ? Mời bạn. Mình thấy cái cô gái trong tiểu phẩm vừa rồi là một cái người vợ lý tưởng mà chắc chắn là mọi ông chồng đều mơ ước. Ghê. Dạ vâng. Chăm sóc chồng, chiều chuộng và đặc biệt là chồng nói gì cũng tin. Chứ còn nếu gặp vợ của mình ở nhà thì chắc không yên với bả đâu. Mời bạn khác có ý kiến ạ. Dạ mời chị ạ. Theo tôi thì tôi cũng không đồng tình với cái cách làm của người vợ này. Tại vì phụ nữ mà chiều chồng quá như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Người chồng sẽ nghĩ là vợ là chiều mình và vợ dễ dãi. Thành ra là nếu mà mình có làm cái gì sai là vợ cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Và người chồng sẽ mắc sai lầm tiếp theo. Theo tôi là như vậy. Dạ. Chúng ta lắng nghe thêm một ý kiến nữa ạ. Mời bạn. Theo em thì trong cái tình huống này em cũng không đồng tình với cách xử lý của người vợ. Không nên bỏ qua cái chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Nếu như em là người vợ trong tình huống này thì em sẽ làm đến nơi đến chốn để mà cái anh chồng này bỏ cái tính quanh co đi. Cô vợ này đã quá lơ là và có thể là đã mất cảnh giác rồi. Cảm ơn em, chị đồng tình với em đó. Có cách nào để mà vẫn chiều chồng nhưng mà phải thể hiện cái sự cứng rắn của mình không? Chứ như thế này là không có ổn. Rồi lần khác anh ấy sẽ nói dối và sẽ có cách để lấp liếm cho qua mọi chuyện thôi. Bây giờ mà nếu mà Ốc là người vợ nha, mà lên diễn với anh Trịnh Minh Dũng thì quen thuộc quá. Tại vì anh em diễn chung một sân khấu. Cho tôi làm vợ luôn đi. Hả? Cho tôi làm vợ Dũng luôn hả? Ừ. Để thử ha. Thử đi. Thử coi làm vợ có dữ không nha. Em bị cái gì vậy? Anh đã nói với em rồi, đây là bạn bè của anh thôi. Không có, nhưng mà rõ ràng là người yêu cũ mà anh. Cái chuyện này là anh với cổ là ngày xưa là đúng là có quen nhau. Nhưng mà thời điểm bây giờ là tụi anh là quá khứ rồi, hiểu chưa? Bạn bè bình thường thôi, em đừng có ghen tầm bậy bạ. Em biết nha. Rồi, bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà anh làm thực phẩm, còn bạn đó đang là ca sĩ. Vậy anh với bạn đó liên quan gì về công việc mà anh phải đi gặp vậy anh? Chuyện gì mà nói dữ vậy anh, 4 tiếng lận á. Đâu làm ra 4 tiếng, ở đâu ra mà 4 tiếng em... Bây giờ là 10 giờ, anh ra từ 5 giờ rưỡi tới bây giờ. Chuyện về cái vấn đề mà thực phẩm đưa cho cô ấy là ca sĩ nổi tiếng mà. Mình phải đi ra, mà mình đưa những cái sản phẩm ra cho cô ấy live stream. Anh nói anh nghe nè, cái chuyện đó là bên công ty anh sẽ có một cái bộ phận. Không, anh chịu trách nhiệm phần đó. Rồi em nghĩ là nếu mà là cái câu chuyện này nó thật sự là câu chuyện của công việc thì anh có thể anh gửi mail và cái bộ phận đại diện của anh có thể làm việc với bạn đó. Anh chỉ cần anh nói với em là thật sự mọi thứ luôn. Ok, hôm nay là bạn Huệ đó, bạn có một chút xíu vấn đề về gia đình. Bạn đang có hoàn cảnh gì đó rồi bạn nhờ anh ra để tâm sự, để anh chia biết, sẻ. Anh biết rồi. Bây giờ anh đang đói bụng, anh ăn ổi luôn nè. Anh đói thì anh ăn ổi đi. Cơm em không có nấu. Cái vấn đề là mail mình nó không nói hết được những cái vấn đề, em hiểu không? Thì mình ra ngoài mình uống nước xong mình trò chuyện, mình nói chuyện, mình từ từ rồi mình dẫn tới công việc thì mới hiệu quả được công việc. Em không có hiểu cái gì hết trơn à. Suốt ngày cứ lo ghen khen, mệt quá. Rồi, ngồi yên đây. Em chưa có cho anh đi. Diễn viên Thanh Thảo.
Ừ, lúc đầu tưởng nhẹ nhàng rồi sao cũng cứng á. Phải đè chứ, phải đè. Ủa gì Thảo, ví dụ như ở nhà mà gặp một cái vấn đề gì đó mà nếu mà chị không ra ngua ra khoa chắc chị không để yên phải không? Tính ông xã chị sẽ khác với anh Dũng. Cho nên là hai đứa nói chuyện với nhau một cách rất là từ tốn. Còn không thôi là giống như ngồi làm việc bên ngoài hoặc đưa ở trong phòng gì đó, không khí gia đình thì không ai biết, nhưng mà sẽ có những cái tin nhắn với nhau. Tụi Thảo là luôn luôn xử lý trong một cái ôn hòa, chưa bao giờ mà mình kiểu như là có cái thái độ là đập bàn đập ghế với lớn nhau tiếng. Hết chứ gia đình nào cũng có những cái lúc như thế này, nhưng mà thường nó hay xảy ra vào những năm đầu hôn nhân. Còn khi mà đã qua nhiều cái thăng trầm, nhiều khó khăn, nhiều biến cố cùng với nhau rồi á, tự cả vợ lẫn chồng đều sẽ phải điều chỉnh để mà có tiếng nói chung. Một người vợ vẫn có thể chiều chồng, nhưng mà nếu như cứ chiều theo cách này thì chắc chắn là người chồng sẽ hư thôi. Và cái tâm lý đối phó người chồng luôn luôn nghĩ rằng là vợ mình sẽ biết việc này, vợ mình sẽ biết việc kia, nhưng mà chỉ cần là mình khéo một chút, mình nhún nhường một chút, mình về mình dẻo miệng một chút là vợ mình cho qua liền. Và cứ như vậy thì tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc đó nó rất là mong manh. Tức là người chồng sẽ trở nên ỷ y vào cái tình cảm của vợ dành cho mình. Cho dù mình đi ra ngoài mình có thế nào đi chăng nữa, về nhà chỉ cần vuốt ve một tí, nói ngon nói ngọt một tí, thả thính một tí thì tự nhiên là mọi chuyện sẽ qua. Hồi nãy có một khán giả nam, anh có nói có thể là anh chỉ đùa thôi, tức là đàn ông nào cũng thích một người vợ như vậy là quá lý tưởng luôn. Chán lắm, em thì em thấy chán. Sao chán luôn? Giống như là ngày nào cũng bắt ăn có một món á, hỏi sao không chán, đúng không? Vợ chồng phải trao đổi, phải qua lại, phải lâu lâu gây lộn một cái nữa mới có cái gia vị. Chứ bây giờ ngày nào về cũng ơ chồng ơi, chồng à, chồng ăn cái gì, rồi không sao đâu em làm hết cho. Tự nhiên xong cứ vợ vậy giống như là có một cô giúp việc gọi là cao cấp trong nhà vậy, chứ không phải là người vợ nữa. Nó không có cái sự gọi là qua lại, không có cái sự hiểu nhau, là phải qua những lần gọi là cãi vã, những cái lần mà mâu thuẫn thì mới gọi là hiểu nhau. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ cứ giống như thế này thì có thể cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong tương lai, cho dù có gì đi chăng nữa. Và cái người vợ như thế này nè, có thể sẽ thuộc cái tiếp phụ nữ là họ sẽ chấp nhận mọi chuyện. Nếu như giả sử một cái ngày là không phải là anh đi với người yêu cũ mà có cái gì đó nó xa hơn và nó nguy hiểm hơn, nhưng với cái tâm lý là thôi mình là vợ mà, rồi anh ấy có thể có cái này cái kia, và rất có thể là cô ấy sẽ dẫn đến một cái trạng thái là chịu đựng. Nếu mà tiếp tục như vậy thì rõ ràng là bản thân người phụ nữ sẽ chịu thiệt, bởi vì mọi cái sự thiệt thòi hoặc là mọi cái cảm xúc tiêu cực thì họ chấp nhận hết, miễn rằng là có được cái gia đình này, tồn tại được cái gia đình này. Chứ còn cách mà hồi nãy Thảo nhập vai đó rất là hay ở cái việc đó là đâu có dễ dàng như vậy được. Và cái sự dễ dàng của lần này thì nó có thể là dễ dàng của lần khác. Tất nhiên là mình chưa cần quá căng thẳng, nhưng mà cũng cần phải cho người đàn ông thấy được rằng là không phải anh làm gì thì cũng được. Đôi khi chỉ là một cái thông điệp nhẹ nhẹ như vậy thôi, nhưng mà nếu như người đàn ông họ thật sự quan tâm đến gia đình, họ thật sự hiểu người vợ và họ muốn cái gia đình đó sẽ hạnh phúc đó, thì chắc chắn rằng là họ cũng sẽ phải tự nhận thức và tự điều chỉnh mình. Chứ còn nếu như cứ dễ dàng như cô vợ trong tiểu phẩm thì Quân e rằng là hành động của người chồng nó sẽ càng ngày càng lấn tới và lấn lướt. Và đến một lúc thì không chỉ là cái chuyện là đi chơi và gặp gỡ như vậy đâu, mà còn những cái chuyện to tát hơn. Vậy thì rõ ràng là cách hành xử của cô vợ sẽ quyết định cái việc là người chồng ở bên ngoài họ hành động tới đâu, họ mạo hiểm tới mức độ nào. Bởi vì khi ở nhà nó vẫn luôn luôn an toàn mà, thì hà cớ gì mà họ phải cất nhắc, hà cớ gì họ phải cẩn trọng trong những hành động của mình ở bên ngoài. Cuối cùng là nếu như mà phụ nữ có những mong đợi về sự thay đổi của chồng, thì theo anh Quân là phụ nữ sẽ chọn cái cách nói ra như thế nào để chồng hiểu rằng là em rất là chiều anh, nhưng mà em vẫn mong anh tốt hơn. Phụ nữ cứ cần thẳng thắn đi, cứ mạnh dạn chia sẻ đi, em mong anh điều này, em cần anh chuyện kia, và em nghĩ rằng anh nên thế này, thì nó sẽ rất là dễ đối với người đàn ông để họ hiểu được thông điệp của người phụ nữ. Và cùng với cái sự hỗ trợ, cái sự cộng hưởng, thì chắc chắn rằng là cả hai đều có một cái sự phối hợp, không chỉ là đi làm ở bên ngoài mà về nhà cũng là những cái sự chia sẻ. Và lúc đó rồi thì chiều vẫn là chiều đó, có những món anh thích thì lâu lâu hãy nấu cho anh ăn, có những món đồ uống anh rất là thích mà chính tay vợ làm thì anh lại cảm thấy ngon hơn. Vậy thì những cái đó nó giống như là cái gia vị, và cái sự chiều đó nó được thể hiện bởi vì mình yêu chồng, và lúc đó thì người chồng cảm nhận rất là rõ cái tình cảm đó. Thế thì vẫn là chiều, vẫn là yêu và vẫn là níu kéo, nhưng phải luôn luôn để cho anh ấy một không gian, một vị trí trong gia đình, thì chắc chắn lúc nào cả hai cũng sẽ cảm thấy rằng là mình là một phần không thể thiếu được của cái gia đình này. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, cảm ơn bạn yêu Thanh Thảo và cảm ơn Nam Cường. Chúng ta đã có một buổi trò chuyện rất là thú vị về chủ đề ngày hôm nay. Như vậy là đàn ông hư không hẳn là do vợ, đàn ông hư có thể là do anh ấy chưa thực sự muốn ngoan, và cũng có thể là do người phụ nữ chưa biết cách để làm cho đàn ông ngoan hơn. Đó là những điều mà chúng ta đã thấy trong chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng chúng tôi tổng kết lại những câu nói ấn tượng nhất ngay sau đây. Thảo nghĩ là
phụ nữ là một cái người mà giống như là nắm cái sợi chỉ đỏ trong cái gia đình, thì họ sẽ có thể điều khiển được cái tâm lý của cái người đàn ông bên cạnh mình bằng cách là tạo cho họ nhiều cái thói quen tốt. Thì cái thói quen được chiều đó là thói quen chưa tốt lắm. Họ sẽ ỷ lại. Nhiều người phụ nữ họ cho việc là họ chiều chồng là một thành tích, chiều chồng trong mọi thứ nữa kìa, kể cả những cái thói quen không tốt của chồng, ví dụ như là hay hút thuốc nè, uống bia rượu nè, hay về nhà trễ nè, luôn chiều tới mức mà nhiều khi có những cái quyết định của chồng mình đưa ra mình cảm thấy không hài lòng, nhưng mà thôi kệ, mình cũng chiều luôn, và họ nghĩ rằng như vậy là họ tốt nhé. Tức là người chồng sẽ trở nên ý y vào cái tình cảm của vợ dành cho mình. Cho dù mình đi ra ngoài mình có thế nào đi chăng nữa, về nhà chỉ cần vuốt ve một tí, nói ngon nói ngọt một tí, thả thính một tí, thì tự nhiên là mọi chuyện sẽ qua. Vậy thì rõ ràng là cách hành xử của cô vợ sẽ quyết định cái việc là người chồng ở bên ngoài họ hành động tới đâu, họ mạo hiểm tới mức độ nào. Bởi vì khi ở nhà nó vẫn luôn luôn an toàn mà, thì hà cớ gì mà họ phải cất nhắc, hà cớ gì họ phải cẩn trọng trong những hành động của mình ở bên ngoài. Phụ nữ cứ cần thẳng thắn đi, cứ mạnh dạn chia sẻ đi, em mong anh điều này, em cần anh chuyện kia, và em nghĩ rằng anh nên thấy này, thì nó sẽ rất là dễ đối với những đàn ông để họ hiểu được thông điệp của người phụ nữ. Vẫn là chiều đó, có những món anh thích thì lâu lâu hãy nấu cho anh ăn, có những món đồ uống anh rất là thích mà chính tay vợ làm thì anh lại cảm thấy ngon hơn. Vậy thì những cái đó nó giống như là cái gia vị, và cái sự chiều đó nó được thể hiện bởi vì mình yêu chồng, và lúc đó thì người chồng cảm nhận rất là rõ cái tình cảm đó. Thế thì vẫn là chiều, vẫn là yêu và vẫn là níu kéo, nhưng phải luôn luôn để cho anh ấy một không gian, một vị trí trong gia đình, thì chắc chắn rằng là gia đình lúc nào nó cũng sẽ bền chặt. Thưa quý vị khán giả, lớp học về quyền năng phái đẹp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây với những chia sẻ rất hữu ích từ các khách mời. Hy vọng là quý vị sẽ luôn đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đám cưới của tụi mình á, những nơi nào mà em đi qua đều phải trải hoa hết, mà hoa thiệt nha, chứ không phải là hoa giả. Vấn đề không phải là thời nay hay thời xưa, mà vấn đề là người phụ nữ có cầu tiến hay không, có tự mình tìm tòi học hỏi để trau dồi cho bản thân mình hay không thôi. Cái ngày xưa đâu có cái lớp nào tiền hôn nhân dạy ai đâu. Phụ nữ nên có khả năng độc lập về tài chính. Khi các bạn có một cái khoản dành dụm cho đám cưới, các bạn sẽ cảm thấy là mình có giá trị hơn. Nhưng mà học là học cái cách thể hiện những cái mặt tốt của mình, và học cái cách nhìn thấy cái mặt tốt của người khác trong hôn nhân.